Ỷ Duyên, Minh Triệu chính thức khẩu chiến cực tăng với Anh Thư, Vũ Thu Phương trên truyền hình. Chỉ mới tập đầu tiên, The Face Việt Nam 2023 đã cho thấy sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm từ màn cãi nhau chan chát giữa bốn vị huấn luyện viên. Tập đầu tiên của The Face Việt Nam 2023 đã cho khán giả thấy bầu trời drama như lời đồn. Cuộc tranh cãi bắt đầu khi các vị huấn luyện viên HLV quay hình hiệu quảng bá chương trình. Được biết, đây là hình hiệu sẽ được chiếu xuyên suốt chương trình. Do đó đã đưa ra quyết định bốc thăm cho vị trí đứng của từng huấn luyện viên để thể hiện sự công bằng và không thiên vị bất kỳ một ai. Mặc dù đã thống nhất về 4 lá phiếu bốc thăm và nhận được sự chấp thuận từ dàn huấn luyện viên. Tuy nhiên, khi mọi thủ tục đã hoàn tất và bắt đầu công đoạn ghi hình thì bộ đôi Minh Triệu, Kỳ Duyên bất ngờ không bằng lòng. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến mâu thuẫn và tranh cãi giữa các huấn luyện viên xảy ra. Theo huấn luyện viên Kỳ Duyên, cô cho rằng việc bốc thăm tách cả hai ra là không hợp lý vì Minh Triệu, Kỳ Duyên là một team. Ngay sau đó, huấn luyện viên Anh Thư cũng đưa ra ý kiến không đồng tình, chị nghĩ rằng đã bốc thăm rồi thì các em nên tôn trọng đi. Không chỉ riêng Anh Thư, huấn luyện viên Vũ Thu Phương cũng không hài lòng về thái độ của Minh Triệu, Kỳ Duyên. Cô nói, đã đồng ý ngay từ đầu thì nên cần phải chấp thuận. Tại sao khi kết quả không như ý mình thì lại bật ngửa ra như vậy? Sự việc bộ đôi Minh Triệu, Kỳ Duyên cứ khăng khăng đòi đứng cạnh nhau đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Thậm chí đại diện ban tổ chức, bà Trang Lê cũng cho rằng cả hai nên vui vẻ chấp nhận kết quả bốc thăm. Thế nhưng mọi việc càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi Minh Triệu đòi bỏ quay. Điều này vượt qua giới hạn của huấn luyện viên Anh Thư và cô thẳng thắn cho rằng bộ đôi này ngang ngược và thiếu tôn ti trật tự. Cô lên tiếng, thế hệ của chị đến thế hệ của Vũ Thu Phương có tôn ti, trật tự rõ ràng. Tụi em nên nhìn nhận lại, nếu như vậy điều đó rất là bất lợi cho thí sinh của hai em, nếu như vòng đó chị thắng. Ai cũng có lý lẽ của người đó, liệu màn đấu khẩu này có dẫn đến những huệ lụy nào đó trong suốt chương trình? The Face Việt Nam 2023 sẽ được phát sóng sắp tới hay không?